Hi guys, Miss Cathy mến chào các em. Chào mừng các em đến với bài giảng của chương trình tiếng Anh lớp 8. Trong video hôm nay, cô trò chúng ta cùng học tiếp bài số 7. Unit 7, Environmental Protection. A Closer Look to. Trong bài học này, chúng ta sẽ làm một số bài tập để luyện tập về ngữ pháp. Trước khi đi vào bài, các em hãy cùng cô đọc một số từ vựng và tìm hiểu về phần ngữ pháp này. Trong bài chúng ta có sử dụng phần ngữ pháp đối với câu phức với mệnh đề trạng từ chỉ thời gian. Complex sentences with adverb clauses of time. Chúng ta cùng xem ví dụ. The roads were slippery when it rained. Những con đường bị trơn trượt khi trời mưa. Cụ thể thì các em có thể xem phần ghi nhớ sau đây của sách giáo khoa. A complex sentence contains one independent clause and at least one dependent clause. Một câu phức thì sẽ chứa đựng một mệnh đề độc lập và ít nhất là một mệnh đề phụ thuộc. Và phần gạch chân này, đây là câu phức trong ví dụ mà chúng ta vừa đọc. The roads were slippery when it rained. Những con đường bị trơn trượt khi trời mưa. Thì rõ ràng là trong câu này, các em có thể thấy là nó có hai mệnh đề. Mệnh đề thứ nhất là the roads were slippery. Đây là một independent clause. Nó là một mệnh đề độc lập. Và cái mệnh đề phụ thuộc của câu này là mệnh đề có chứa từ chỉ về thời gian. Đó là từ when. When it rained, khi trời mưa. Đó là một dependent clause. Các em hãy ghi lại hai chú ý sau đây. An adverb clause is a dependent clause. Một mệnh đề trạng từ là một mệnh đề phụ thuộc. Chúng ta có cụm từ dependent clause là mệnh đề phụ thuộc. An adverb clause of time shows when something happens. It is usually introduced by time connectors. Before, after, when, while, till, until, as soon as. Một mệnh đề trạng từ chỉ thời gian thì nó cho thấy những thứ gì đó xảy ra. Nó thường được giới thiệu bởi những từ nối, những cái liên từ về thời gian. Ví dụ như là before, after, when, while, till, until, as soon as. Chúng ta có thể xem ví dụ. As soon as they arrive, we'll have lunch. Ngay khi mà họ tới thì chúng tôi sẽ ăn bữa trưa. Trong đây chúng ta có từ mới là từ slippery, tính từ trơn trượt. Các em cũng có thể xem rõ hơn những từ nối chỉ thời gian. When, khi, till hoặc là until, cho đến khi, as soon as, ngay khi, while, trong khi, before, trước khi, after, sau khi. Và nói tóm lại thì hình thức của một câu phức nó sẽ gồm một independent clause là một mệnh đề độc lập, ví dụ như là cái phần gạch chân đầu tiên này. Và một mệnh đề phụ thuộc, nó sẽ đi kèm với cái liên từ chỉ thời gian. Và trong ví dụ câu này là when it rained, dependent clause. Đó là phần ngữ pháp của bài này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một số từ và cụm từ như sau. Get back. Make sure. Lock the door, permit, guard, forest guard unit, bushfire, laser table, keep, kept, light bulb, right after, conical, conical hat, novel, cartoon, tornado, hit. Chúng ta sẽ làm bài tập 1 với yêu cầu. Read the sentences and choose I see if the underlying clause is an independent clause or DC if it is a dependent clause. Các em hãy đọc các câu sau đây và chọn để viết chữ cái I see, nếu như cái mệnh đề gạch chân đó là một mệnh đề độc lập.
và chúng ta sẽ viết chữ cái là DC nếu như mệnh đề đó là một mệnh đề phụ thuộc. Thì ở đây chữ cái IC được viết tắt của Independent Clause, đó là mệnh đề độc lập. Có nghĩa là lấy hai chữ cái đầu tiên để viết tắt. Và hai chữ cái DC là viết tắt của Dependent Clause, là mệnh đề phụ thuộc. Trước tiên thì các em có thể xem ví dụ sau đây. You must be careful when you cross the street. Thì câu này được viết là DC. Bạn phải cẩn thận khi bạn qua đường. Number one, I'll wait for you here until you get back. Tôi sẽ đợi bạn ở đây cho tới khi bạn trở về. Thì các em hãy xem cái phần gạch chân, chúng ta sẽ có là I'll wait for you here. Tôi sẽ đợi bạn ở đây. Các em thấy là mệnh đề này nó không có time connector, nó không có cái từ liên từ nối về thời gian. Cho nên chúng ta sẽ chọn đây là IC các bạn nhé. Có nghĩa là independent clause, là mệnh đề độc lập. Number two, make sure you lock the door when you go out. Hãy chắc chắn là bạn khóa cửa khi bạn đi ra ngoài. Vậy thì cái mệnh đề gạch chân ở đây của chúng ta là when you go out. Nó có từ nối when, là từ chỉ thời gian. Như vậy các em sẽ chọn cho cô là DC, có nghĩa là dependent clause, là một mệnh đề phụ thuộc. Number three, câu số 3. You must get a permit before you build a campfire at a national park. Bạn phải được cho phép trước khi mà bạn đốt lửa trại ở công viên quốc gia. Thì trong cái mệnh đề gạch chân này, chúng ta thấy là nó không có cái time connector, cho nên chúng ta sẽ chọn nó là IC các bạn nhé. And number four, câu số 4. Don't use too much water while you are having a shower. Đừng sử dụng quá nhiều nước khi bạn tắm. Thì trong mệnh đề gạch chân này chúng ta có từ while. Như vậy chúng ta sẽ chọn nó là DC, là một mệnh đề phụ thuộc. And number five, as soon as my friends come, we will pick up rubbish on the beach. Ngay khi mà bạn bè của tôi tới, chúng tôi sẽ cùng thu gom rác ở bãi biển. Và ở mệnh đề gạch chân này, chúng ta có as soon as là ngay khi, cho nên chúng ta sẽ chọn nó là DC các bạn nhé. Đó chính là một mệnh đề phụ thuộc. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ làm bài tập số 2 với yêu cầu như sau. Choose A, B or C to complete a sentence. Chọn A, B hoặc C để hoàn thành cho mỗi câu sau đây. Number 1. Câu số 1. I was not at home. He came to see me yesterday. Thì đối với phần này các em sẽ đọc ba cái tình huống cho trước này và chúng ta dựa vào tình huống của câu để các em có thể chọn từ cho thích hợp các bạn nhé. Chúng ta có thể thấy là tất cả những cái từ cho trước ở đây, những cái phương án ABC của các câu này, nó đều là những cái time connectors mà chúng ta nghiên cứu ở phần đầu bài. Tôi đã không ở nhà, cậu ấy đến gặp tôi ngày hôm qua. Thì các phương án của chúng ta ở đây thì chúng ta có các từ đó là when, khi, until, cho đến khi, as soon as, ngay khi. Và các câu dưới thì chúng ta có các từ như là while, trong khi, hoặc là before, trước khi, after, sau khi. Vậy thì dựa vào tình huống, ở câu số 1 này các em có thể điền cho cô phương án A, đó là từ when. I was not at home when he came to see me yesterday. Tôi đã không có ở nhà khi cậu ấy đến gặp tôi ngày hôm qua. Number 2, câu số 2. We called the forest guard unit. We saw the brush fire. Chúng tôi đã gọi điện cho đội bảo vệ rừng ngay khi mà chúng tôi nhìn thấy đám cháy. Dựa vào tình huống các em có thể dịch câu này như vậy nhé. Cho nên chúng ta sẽ chọn là as soon as ở phương án A thì nó sẽ thích hợp với câu này. Câu số 3. I went straight to the gym. I left home. Tôi đi thẳng đến phòng tập. Tôi rời khỏi nhà. Như vậy thì trong 3 phương án này các em có thể chọn cho cô là từ after. Tôi đi thẳng đến phòng tập sau khi rời khỏi nhà. Number 4, câu số 4. You can't stay with us. You find a suitable place to stay. Thì chúng ta có các phương án cũng giống như các từ ở các câu trên. Bạn có thể ở đây với chúng tôi.
cho đến khi mà bạn tìm được nơi thích hợp để ở. Vậy thì dựa vào tình huống đó, chúng ta có thể dịch như vậy. Và các em sẽ chọn cho cô từ until. Phương án C. And number 5. We cleaned everything at the campsite. We left. Và ba phương án như thế này. Thì câu 5 chúng ta có thể hiểu như sau. Chúng tôi đã dọn dẹp mọi thứ ở nơi cắm trại trước khi mà chúng tôi rời đi. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn cho cô là before. Phương án B. Đó là nội dung của bài số 2. Bây giờ cô trò chúng ta cùng làm bài tập số 3. Match the clauses in two columns to form complex sentences. Các em hãy nối những mệnh đề ở hai cột sau đây để hình thành ra những câu phức. Ở bài tập này, các em vẫn áp dụng những kiến thức mà chúng ta đã thực hành ở bài 1 và 2 để các em nối những cái mệnh đề này lại, tạo thành các câu phức. Chúng ta có thể tạm dừng video và tập làm trước khi tham khảo đáp án của cô nhé. Number 1. Câu số 1. We will clean up the beach. Chúng tôi sẽ dọn dẹp bãi biển, dọn sạch bãi biển. Thì dựa vào những cái câu cho trước ở cột bên phải này, các em có thể chọn cho cô là ý B. As soon as it stops raining. Chúng tôi sẽ dọn sạch bãi biển ngay sau khi mà trời hết mưa. Number 2, câu số 2. Don't forget to turn off the lights. Đừng quên tắt những bóng đèn. Thì các em nhớ là chúng ta hãy dựa vào tình huống các bạn nhé. Và như vậy thì chúng ta có thể chọn cho cô phương án D. Before you go out. Trước khi mà bạn đi ra ngoài. Number 3, câu số 3. You have to show your ticket. Bạn phải trình vé. Khi nào? Thì chúng ta thấy câu E sẽ phù hợp với nó. When you get on the train. Khi bạn lên tàu. Bạn phải trình vé khi bạn bước lên tàu. Number 4. Can you help me lay the table? Bạn có thể giúp tôi dọn bàn. Chúng ta sẽ nối với ý C. While I'm cooking the soup. Bạn có thể giúp tôi dọn bàn trong khi tôi đang nấu món soup. And number 5. Thomas Edison kept trying. Thì chúng ta sẽ nối cho cô với ý A. Until he made a successful light bulb. Thomas Edison tiếp tục thử nghiệm cho đến khi ông ấy làm thành công bóng đèn điện. Và bây giờ cô trò chúng ta cùng chuyển qua hoạt động tiếp theo. Bài số 4. Combine each pair of sentences using the time connector in brackets. Nối những cặp câu sau đây và sử dụng cái time connector trong ngoặc đơn. Time connector ở đây đó chính là những cái từ nối về thời gian. Number 1. I arrived at the station. I will call you right after. Tôi đến nhà ga, tôi sẽ gọi cho bạn ngay sau đó. Ở đây chúng ta có cụm từ right after là ngay sau đó. Thì câu này các em có thể nối như sau. I will call you as soon as I arrive at the station. Hoặc chúng ta có thể đưa cụm từ as soon as lên phía trước cũng được các bạn nhé. Như vậy thì ở cách thứ nhất, các em sẽ dùng là mệnh đề I will call you trước, sau đó tới time connector as soon as, rồi tới mệnh đề thứ hai và chúng ta chấm câu là hết một câu phức. Còn ở cách thứ hai, khi các em đưa cái as soon as lên đầu câu thì chúng ta sẽ dùng cho cô là I arrive at the station, ngay khi mà tôi đến nhà ga, rồi cái mệnh đề còn lại là I will call you thì chúng ta phải đánh dấu phẩy ở đây các bạn nhé. Lưu ý là như vậy. Nghĩa là khi chúng ta dùng cái time connector ở giữa hai câu này thì chúng ta không cần dùng dấu phẩy, mà khi chúng ta đưa nó lên đầu rồi tới một mệnh đề, tới mệnh đề nữa thì chúng ta phải dùng dấu phẩy ở giữa hai mệnh đề. Đó là một cái lưu ý quan trọng thêm cho các em ở phần này. Number 2, câu số 2. Many Vietnamese women wear conical hats. They work in the field. Và chúng ta có từ nối, đó là từ when. Nhiều phụ nữ Việt Nam đội nón lá, họ làm việc trên cánh đồng. Thì chúng ta có thể đặt câu này là nhiều phụ nữ Việt Nam đội nón lá khi họ làm việc trên cánh đồng. Thì lúc đó chúng ta sẽ đưa cho cô từ when vào giữa hai câu này và không cần dùng dấu phẩy các bạn nhé. Chúng ta làm như thế này.
Many Vietnamese women wear conical hats when they work in the field. Câu số 3. My father taught me how to use the computer. Then he bought one for me. Và chúng ta có time connector, đó là từ before. Ba của tôi đã dạy tôi cách sử dụng máy tính như thế nào. Sau đó thì ông ấy mua cho tôi một cái máy tính. Thì các em có thể viết câu này như sau. My father taught me how to use the computer before he bought one for me. Ba của tôi đã dạy tôi sử dụng máy tính trước khi ông ấy mua cho tôi một cái máy. Vậy thì chỗ này, như cô nói hồi nãy, là chúng ta dùng cái từ before này ở giữa hai câu, giữa hai mệnh đề, thì chúng ta không cần dùng dấu phẩy các bạn nhé. Cách thứ hai, chúng ta đưa từ before này lên đầu câu, thì câu này chúng ta sẽ có dấu phẩy ở giữa hai mệnh đề như thế này. Before my father bought me a computer. Rồi chúng ta đến dấu phẩy và tới mệnh đề tiếp theo. He taught me how to use it. Tuy nhiên thì chúng ta có một cái lưu ý thêm nữa ở phần này như sau. Trong câu này chúng ta dùng before ở đầu câu, thì đối với cái mệnh đề mà chúng ta viết trước này, các em phải nêu rõ thông tin ra. Đó là ba của tôi mua cho tôi một cái máy tính. Trong khi đó thì câu cho trước của các em là sau đó ông ấy mua cho tôi một cái máy, thì người ta dùng cái từ one. One này là thay thế cho computer đứng ở câu phía trước. Nhưng do câu này là từ computer đã có ở trước rồi, cho nên chúng ta chỉ cần từ one. Còn đối với ở cái phần màu xanh này, phần chúng ta viết lại này, thì mệnh đề này được nêu ra đầu tiên, chúng ta phải nói là bought me a computer, có nghĩa là mua một cái máy tính, thì người nghe và người đọc người ta mới hiểu được là à, các em đang muốn nói tới là ba tôi mua cho tôi, mua cái gì, mua một cái máy tính. Và cái mệnh đề phía sau thì chúng ta mới có thể sử dụng là once hoặc là từ it như thế này để thay thế cho computer các bạn nhé. Như vậy thì mệnh đề sau sẽ là he taught me how to use it. Ông ấy đã dạy tôi sử dụng nó như thế nào, có nghĩa là sử dụng cái máy tính như thế nào. Câu số 4. Nick is reading a novel. Jack is reading a cartoon. While bạn Nick thì đang đọc cuốn tiểu thuyết, Jack thì đang đọc một truyện tranh. Như vậy chúng ta sẽ dùng từ while để nói về hai hành động đang xảy ra song song. Các em có thể làm như sau. Nick is reading a novel while Jack is reading a cartoon. Đó là cách thứ nhất, chúng ta dùng while đứng giữa. Cách thứ hai, các em có thể đưa từ while lên đầu câu, thì mệnh đề này, sau đó chúng ta đánh dấu phẩy, rồi mới tới mệnh đề tiếp theo. While Nick is reading a novel, Jack is reading a cartoon. And number 5, câu số 5. The tornado hit. There were only a few houses left standing. Và chúng ta có từ after. Câu này có nghĩa là cơn lốc xoáy ập đến, chỉ còn vài ngôi nhà đứng vững. Và after là sau, sau khi. Thì chúng ta có thể viết câu này như sau. Cũng vẫn là hai cách như vừa rồi các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta dùng cách là đưa after lên đầu câu. After the tornado hit, there were only a few houses left standing. Sau khi cơn bão ập đến, thì chỉ còn vài ngôi nhà đứng vững. Và cách thứ hai thì chúng ta dùng như sau. There are a few houses left standing after the tornado hit. Chỉ có vài căn nhà còn đứng vững sau khi mà cơn bão ập tới. Và ở hoạt động số 5 thì chúng ta sẽ có phần game, là phần trò chơi. Matching game là trò chơi nối. Work into groups A and B. Group A write main clauses. Group B write adverb clauses of time. Các em hãy làm việc theo nhóm A và B. Nhóm A thì viết ra các main clauses, đó là các mệnh đề chính. Mệnh đề chính đó chính là phần IC, các em làm hồi nãy, đó là independent clause. Và nhóm B thì viết ra các mệnh đề chỉ thời gian, thì đó chính là phần mệnh đề phụ thuộc, và nó chính là DC, dependent clause. Do they match? Are there any funny sentences? Chúng có nối với nhau không? Và có những câu buồn cười phải không? Thì có nghĩa là nhóm A thì đưa ra những cái mệnh đề chính, và nhóm B thì đưa ra những mệnh đề chỉ thời gian. Như vậy thì ý của câu này là nhóm A với nhóm B có hợp ý với nhau để cho cái câu đó nó trọn nghĩa hay không. Chúng ta cùng xem ví dụ của hai bạn này. You must be careful. Bạn phải cẩn thận. When you cross the street. Khi bạn qua đường. Thì các em thấy là nếu như chúng ta nối hai cái clause này thì nó sẽ tạo thành một câu phức rất là ok, đúng không?
Và đối với phần matching game này thì cô sẽ gợi ý cho các em các câu sau đây. Nói chung để viết câu thì chúng ta sẽ có rất nhiều. Tuy nhiên thì đối với mỗi time connector, mỗi cái từ chỉ thời gian đó thì cô sẽ lấy một ví dụ. Chúng ta có thể tham khảo hoặc là viết các ví dụ khác. Câu đầu tiên thì cô có dùng là từ when. Từ này để cô nối hai cái mệnh đề trong câu phức này. You must be careful when you cross the street. Và các em cũng có thể thấy được là cái mệnh đề đầu tiên này, you must be careful, đó chính là một IC, một mệnh đề độc lập các bạn nhé. Cô sẽ bôi màu vàng. Ở mệnh đề độc lập cô sẽ bôi màu vàng, còn mệnh đề phụ thuộc thì cô sẽ để nguyên như thế này. Mệnh đề phụ thuộc đó chính là when you cross the street. Câu tiếp theo thì cô có sử dụng là before, là một time connector. Cô sẽ gạch chân đối với những cái time connector. Remember to turn off electrical devices before you go to bed. Nhớ tắt các thiết bị điện trước khi bạn đi ngủ. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái IC, đó chính là remember to turn off electrical devices. Cô cũng sẽ bôi màu vàng. Và DC là before you go to bed. Ở ví dụ tiếp theo thì cô lại dùng từ when. Cô gạch chân. Don't take a shower when you're hungry. Đừng tắm khi bạn đang đói. Như vậy thì chúng ta sẽ có là don't take a shower. Đó là IC. Và when you're hungry là DC. Ví dụ tiếp theo thì cô sẽ dùng từ while. Đó là trong khi. Can you help me find some necessary information while I'm trying to complete this project? Bạn có thể giúp tôi tìm một vài thông tin cần thiết trong khi tôi đang nỗ lực để hoàn thành cái dự án này không? Như vậy cô sẽ có phần IC, đó chính là can you help me find some necessary information? Cô sẽ bôi màu vàng. Phần tiếp theo là DC, while I'm trying to complete this project. Và ví dụ sau cùng thì cô dùng là as soon as, đó là ngay khi. I will register for this course as soon as I receive notification from the school. Tôi sẽ đăng ký khóa học này ngay khi mà tôi nhận được thông báo từ trường học. Và các em thấy phần IC là mệnh đề độc lập, nó sẽ là phần này các bạn nhé. Cô sẽ bôi màu vàng. I will register for this course. Tôi sẽ đăng ký khóa học này. Và phần còn lại, as soon as I receive notification from the school, thì nó sẽ là DC. Đó là một số những cái gợi ý cho các em ở phần số 5. Và như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong tiết học ngày hôm nay. A closer look to của bài số 7. Sau khi xem video, nếu các em thấy bài giảng của cô Cathy hay và bổ ích cho mình thì hãy nhớ bấm đăng ký và chia sẻ kênh cùng với nút like để ủng hộ cho cô Cathy các bạn nhé. Thank you so much for your watching my video.